khóa tu Em Về Bên Phật được chùa Hoằng Pháp tổ chức mỗi tháng một lần vào ngày Chủ nhật, dành cho các bé từ 6 đến 12 tuổi. Ngày 3 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 20 tháng 4 năm Mậu Tuất, chùa Hoằng Pháp tiếp tục tổ chức khóa tu lần thứ 5. Đây là cơ hội để các em được đến chùa học đạo, gieo duyên với Phật Pháp, gần gũi bên quý thầy. Bên cạnh việc học đạo và các oai nghi, các em còn được quý thầy hướng dẫn sinh hoạt, vui chơi, ca hát, kể chuyện, tạo một môi trường vui chơi thân thiện, gần gũi, mang đến nhiều điều bổ ích. Vào buổi sáng, sau khi đăng ký, các em được quý thầy hướng dẫn phân tập lên giảng đường sinh hoạt và lắng nghe thời pháp thoại ngắn từ Thượng tọa Thích Chân Tính, trưởng ban tổ chức khóa tu. Ai giúp việc gì? Ai giúp việc gì? Hoặc nhận thứ chi? Hoặc nhận thứ chi? Đều phải trân quý. Nói lời cảm ơn. A Di Đà Phật, con xin trả lời, ai giúp việc gì hoặc nhận thứ chi đều phải trân quý nói lời cảm ơn. Ai giúp việc gì hoặc nhận thứ chi đều phải trân quý nói lời cảm ơn. Ai giúp việc gì hoặc nhận thứ chi đều phải trân quý nói lời cảm ơn. Khi hỏi chuyện ai, hay lúc làm sai, phải luôn tế nhị, nói lời xin lỗi. Khi họ nói chuyện ai hay lúc làm sai phải luôn tế nhị nói lời xin lỗi. Nói với bạn bè nhỏ nhẹ dễ nghe, lớn tiếng thô lỗ chẳng ai hoan hô. Lớn tiếng thô lỗ chẳng ai hoan hô. Nói với bạn bè nhỏ nhẹ dễ nghe, lớn tiếng thô lỗ chẳng ai hoan hô. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại ba bài, ai mà thuộc hết ba bài á là phần thưởng gấp đôi nha. A Di Đà Phật, con xin bậc sư thụ con trả lời là: ai giúp việc gì hoặc nhận thứ chi phải luôn trân quý nói lời cảm ơn. Khi hỏi chuyện ai hay làm điều sai phải luôn tế nhị nói lời xin lỗi. Nói với bạn bè nhỏ nhẹ dễ nghe, lớn tiếng thô lỗ chẳng ai hoan hô. Cảm ơn. Ai giúp việc gì hoặc nhận thứ chi phải biết trân trọng, trân quý nói lời cảm ơn.
khi hỏi việc ai, khi là lúc làm điều sai, phải luôn tế nhị, nói lời xin lỗi, nói với bạn bè dịu dàng dễ nghe, không được thô lỗ, chẳng ai quen hô. Qua đôi lời chia sẻ, Thượng tọa chỉ dạy, trong văn hóa ứng xử, các em phải luôn tế nhị, nhẹ nhàng. Khi được người khác giúp đỡ hoặc nhận được một điều gì đó, các em phải biết nói lời cảm ơn và nói lời xin lỗi khi làm sai hay hỏi chuyện với người khác. Sau thời khóa sinh hoạt vào buổi sáng, các em tập trung về trai đường dùng cơm trong chánh niệm. Ở nhà, các em có thể vừa ăn vừa xem tivi hay chơi đồ chơi. Ở chùa, các em phải ngồi ăn cơm trong im lặng, cẩn thận trong từng việc nhỏ như cách nhấc ghế khi đứng lên ngồi xuống hay dùng tay che miệng để xỉa răng sau khi ăn xong. Các em còn học được cách sống chung, san sẻ thức ăn với những bạn nhỏ cùng trang lứa và chờ đợi mọi người cùng đứng dậy khi bữa ăn kết thúc. Buổi chiều cùng ngày, các em được quý thầy hướng dẫn tập bài nhớ ơn. Bài thơ này do Thượng tọa trụ trì, trưởng ban tổ chức khóa tu sáng tác dành riêng cho những người trẻ và các em thiếu nhi. Nội dung bài thơ nhắc nhở về bốn ơn nặng, đó cũng chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Buổi chiều cũng là lúc các em dành ra ít phút để tĩnh tâm, ngồi lặng yên và theo dõi hơi thở. Đây là bài tập căn bản để các bé có thể thực hành những khi mệt mỏi, căng thẳng, những lúc học tập khi về lại gia đình. Hình ảnh các bạn trẻ nhắm mắt ngồi yên như những pho tượng nhỏ chính là hình ảnh đẹp nhất của khóa tu. Những tiết mục văn nghệ là phần không thể thiếu trong các ngày tu dành cho các bé thiếu nhi. Ngày tu khép lại sau chương trình văn nghệ do các em trong gia đình Phật tử biểu diễn, cùng sự xuất hiện đặc biệt của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Sara Lu. Yeah.
Nam mô